Bây giờ bắt đầu nó lạnh. Trời, cây bông sim nó bự ghê không do gì bà gì cây sim. Tự nhiên nhỏ lại à? Đúng rồi, nãy chú Liêm á, hỏi hả mình bấm cái gì á nó nhỏ lại của chú Liêm. Lướt ra, cho màn hình lướt. Đó, quay bắt lại. Bác quyết chỉnh máy này cho nó cái màn hình bự ra không? Đó, tự nhiên nó vậy. Ồ, lạnh. Nãy chảnh không, bỏ mặc áo gì đó. Nè, nó có chút vậy đó. Mút cho nó bự ra, rằng mình chụp cho là tại vậy. Giờ mình ra đi uống cà phê nha. Còn cầm nó okay. Dạ em cứ quay rồi đó chị. Không đẹp bà đó. Không chị quay không có đâu cũng được, chị quay mà chị quay cảnh hả? Cái này cái ở đây con cũng vậy hả? Nổi da gà lên nè. Vô phòng kiến ai biết chị ba đòi ngồi đây. Biết sao ngồi đây chơi. Ngồi đây cho nó thơ mộng má không? Vô chẳng lạnh rồi. Mình quay cho trái nhà vô quán cà phê. Em kêu là đẹp ghê nha. Mấy chị ở đâu đi dạ? Dạ em đi chơi ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn ở ở đây em hát môn thấy chị này em quen nè. Hát môn ở bên đây là đường Trần Văn Mười, ngã tư dưới nước. Đúng rồi. Bà điểm. kênh Cô Bi Tức có chị nha không? Về lên bên Tức của em là chị có chị phải cái tên ở YouTube của chị là Châu Đức Channel. Rồi Châu Đức Channel rồi lên YouTube nói chị làm YouTube. Đi chơi làm chơi á, đi chơi tới đâu làm chơi chơi vậy chứ vui thôi. Có cái máy này là Châu Đức Channel. Nha, về coi chị nha, dễ thương nha nha. Ở chợ Bà Điểm không? Gặp Bà Điểm không? Chợ Bà Điểm đi ngược về ra Cánh Cánh á, em là ở khoảng giữa. Khoảng giữa? Khoảng giữa mà đi ra chợ Đầu Mối đó. Ờ, chợ Đầu Mối. Từ Bà Điểm đi ra Cánh Cánh này, phải đi cái bến tàu đó. Mũi Tàu, Mũi Tàu. Rồi em ở đường Trần Văn Mười á. Biết rồi, Trần Văn Mười, chợ Đại Hải không? Đâu, chợ Trần Văn Mười đi ra đường quốc lộ 22 chừng 300 thước à. Đúng rồi, đúng rồi. Vô chừng 300 thước thôi. Sinh Thế Đông, đường Trần Văn Mười, Sinh Thế Đông, vậy là Đồng Hương phải không? Đi ra đây gặp Đồng Hương phải không? Vậy đi xem nhà hay là đi xem tour em mà đi tự túc tự đi ra đây rồi gặp mình nha. Và chị hả? Học lớp á chị học lớp. Mỗi ngày thì có công việc riêng nên mình ra đi ra đây là gặp bạn. Để hứng lên đi rủ lên nè, xe 7 chỗ nhà, xe nhà đi. Ở bên Tân Hiệp, mấy từ gì bên Tân Hiệp? Ai ở Tân Hiệp? Ai? Tân Hiệp ở đó nào? Ở Hoa Tây Dông. Tôi ở ba ông Trác lên nè. Trường Chùa Mới á. Trường Chùa Mới trước xã Tân Hiệp. Ờ, trước Chùa Mới. Tôi đi Chùa Mới quá. Đó. Có qua đâu. Tôi ở chỗ kia. Hoa Tây Dông quẹo vô. Hoa Tây Dông quẹo vô. Quẹo vô. Rồi Nhân Khánh. Nhưng mà đi ngược vô nữa là đi ra Hoa Tây Dông. À, nó nằm trên đường đó. Thạch Sơn, không, Thạch Sơn là ra chợ.